Đây là mấy chú đang cắt cỏ nè. Hôm nay đi vô đón ông ngoại đi Costco coi. Đi ba ơi. Ý có mèo nghe mùi gì vậy? Nghe mùi chiên cái gì vậy? Bánh cam, bánh cam. Ồ. Vô làm mấy cái cam đi. Bánh cam mấy chiên. Trời ơi, giòn rộm luôn. Ừ. Chiên, chiên trắng quá thì nó cứ giòn. Bé đang bánh cam rồi bên. Ừ. Hay đó. Ừ. Ăn bánh cam này đi. Ngon. Ngoại sợ còn nhiều quá vậy đó. Còn nhiều bỏng ăn giống chiên nhiều sợ mấy đứa ăn không hết. Ừ. Mới chiên giòn ngon quá ha. Nhưng một cục bự luôn. Chiên bây giờ được cũng tiếng mấy 2 tiếng rồi đó. Ừ, vẫn còn giòn. Chiên lúc 11 giờ đó. Ngon bé. Hồi đây có cồ. Mèo đó. Búp bồ ăn dở nè. Búp bồ con mèo. Búp bồ ăn dở. Đồ chơi của nó nè. Tao chơi đi. Cái gì à? Mấy cái cầu đồ cột tóc này nó chơi nè. Nó ba nói vậy nó biết gì? Quay phim hả? Ừ. Đẹp gái, ơ lộn đẹp trai sợ chưa? Đó, con mèo con trai nè, con mèo con trai. Con giỏi á, con ăn giỏi. Đi tới nhà nghỉ không? Hôm nay không biết ăn gì, thôi thì mình ghé Costco ăn nhanh. Trời ơi, xuất khẩu thành thơ. Bây giờ em sẽ đi Costco. Ở trong đó họ có một cái gọi là cái food court đó. Mình sẽ ghé mình ăn một vài món xem thử như thế nào. Trời ơi, hôm nay thứ bảy á. Costco đông ơi là đông luôn. Đói bụng ha. Giờ mình đi vô mình ăn. Yeah, đi vô coi Costco có gì ăn nè. Đi thẳng vô trong là cái food court bán đồ ăn. Đông quá trời luôn. Đây là cái máy tự động. Mình sẽ tự mua ở đây ha. Pizza 10 đồng. Chocolate. Đó. Ok, mua đồ ăn ở đây. Mình sẽ lựa món ăn gì? Chicken hả? Này là nó chicken nè. Đó. Cold brew, mocha, freeze. Có cái này không? Yes. Có ăn loại nào? Strawberry. Sorry. Strawberry. Pizza không? Cái nào nữa? Cà phê không? Từ cái này đi ha. Ok. Nước ngọt. Đó. Hot dog. Rồi mình mua cái hot dog đi. Rồi ok, mình sẽ có một cái hot dog nè. Nước ngọt, 2 ly nước này với một cái chicken bake. Ok, mình sẽ trả tiền ở đây ha. Trả tiền thì mình chỉ cần tap. Đó, xong. Ok. Bây giờ mình lấy receipt thì ở đây nó sẽ có cái number ha. Order number ở đây. Đó, mình sẽ đứng đây đợi. Cái line đợi đây. Hả? Đứng cái line đợi đây đi ha. Đó, mình order trong cái máy đó xong thì bây giờ sẽ đứng đợi xếp hàng. Gọi số. Đây mày cầm thủ cho. Cầm lên. Đúng không? Phải không? Với tờ receipt. Ủa hình như mình mua thứ hai. Ồ. Phải không ta? Ồ đúng rồi, đây nè. Đây bây giờ mình sẽ đi lấy nước. Nè, ba. Đó.
lấy nước, lấy nước, lấy cái ly đó nè. Giờ mình sẽ lấy ít đá thôi, cái này nó cũng lạnh rồi. Mẹ uống gì đây, cho mẹ mượn coi. Quá trời nước bên này nữa nè. Bên này nó có những cái loại nước nha. Đó, lemon này nè, có lemon này nè. 7 up hả? 7 up đâu? We don't have 7 up. No hả? No. Oh. No we don't. Thôi mình lấy nước chanh đi. Đó, tự fill. Nước chanh. Ủa? Đây. Thì ở đây mình sẽ lấy cái nắp. Đây, ở đây. Nắp nè. Straw. Mustard, ketchup and relish. Okay. Lấy giấy. Đây là tự phục vụ nha cả nhà đó. Pick up đồ ăn xong thì mình sẽ lợi mấy cái bàn này mình ngồi ăn. Đó, hot dog. Hình như mình có mua pizza phải không? Chicken. Oh, một cái chicken, một cái strawberry, mocha, soda. Hot dog rồi, không có pizza. À đây, cái túi Doraemon thần kỳ của em. Unbelievable. Mình sẽ muỗng hả? Có chứ. Hình như là có muỗng á, nhưng mà hết rồi. Đó. Đây mình sẽ lấy ra chai tương ớt. Đi đâu cũng phải mang hai chai tương ớt. Đây cho con mượn cái hot dog này ba. Đó, xịt tương ớt vô. Không mượn ơi. Thôi được rồi. Để em lấy luôn. Hot dog nha. Ketchup mù tạt. Nhớ đem theo tương ớt. Đó. Ăn cái gì phải có tương ớt nó mới ngon chứ. Xin mời cả nhà. Rau ớt hả? Ăn coi. Còn cái này là bánh mì, trong đó có chicken. Mẹ nó cạp mất một ca cục bên đây à. Đấy à. Đó. Nóng nóng. Mới nóng hổ luôn. Ở trong nó là thịt gà trắng ha, bơ nè, kem chi nè. Cái màu đỏ đỏ này là gì ta? Giống bacon á. Giống bacon á. Từ từ nói vô. Từ từ nói vô chưa? Đó, cái chai mà. Còn đây là đi nước, mocha. Mình muốn ly này coi. Muốn được. Nè, cái này là kem.
kem strawberry. Đó, cái quầy tự phục vụ là có cái này ha, napkin nè, muỗng nè, muỗng nĩa, khăn giấy, gì straw đầy đủ, nắp cái này, mấy cái nắp của cái này luôn đó. Kem vanilla béo mịn ghê á. Quá béo. Dầu strawberry này giống như là cái gì kem á ba. Mứt á, mứt dầu á. Mứt dầu. Này là kem dầu, kem mứt dầu ha. Cho mẹ thêm miếng napkin được không mẹ? Cho mẹ thêm miếng napkin đi. Đây là mocha, smoothie mocha. Coi trong đây nó có gì nha. Sinh tố cacao. Đó, có cacao. Thank you con. Ăn dính lùm. Cái này là finger picking food nè, nên mình xài tay, xài giấy hơi nhiều nha. Kem ngon ha. Món hot dog này đơn giản ha. Thôi bánh mì không bỏ cục hot dog vô. Để thôi. Để ăn. Hơi mặn chút. Hay tại mới vừa ăn ngọt không? Này ăn được nè. Chicken bake nè. Đó. Thứ bảy là ngày mọi người được nghỉ làm á, nên chỗ này rất là đông. Ngày thường cũng còn đông mà, ngày đông hơn ngày thường. Này là gì đây? Pepsi hả? Mình lấy một ly Pepsi với một ly nước chanh. Bảo bối lúc nào? Bởi vậy á, bởi vậy lúc nào mà em cũng phải mang một cái ba lô bự để mà để đồ. Bảo bối thần kỳ. Bảo bối thần kỳ. Cái này là chai tương ớt, không phải hiệu này đâu nha. Tại vì cái chai Cholimax của em á, nó bự lắm nên em phải sang ra cái chai nhỏ này nè, để mình dễ mang theo trong người á. Trời ơi, dân ghiền tương ớt cứ thiệt. Ghiền lắm luôn. Kem ngon hả? Béo hả? Hai bên hả? Nò. Ăn có nhiều đó mà nó nò. Cà phê hay gì có cao, đường đen. Cà phê không thử đi. Không phải. Cà phê mà gì ta? Milu ấy, như cái dạng Milu là gì? Sợ cái Milu vậy. Không phải. Mocha nè. Cà phê mocha. Sô cô la.
nó sô cô la. Cái đèn đen là sô cô la nè. Vậy mà no. Xong rồi thì mình đi về, đi ngủ tiếp. À quên coi cái bill, à hồi nãy chiếu cái bill rồi, 12 đồng 62. Đó là một bữa trưa đơn giản, rất là đơn giản. Ăn theo kiểu Mỹ nó rẻ. Một bữa trưa thật đơn giản mà no. Uống mấy ly nước là no rồi đó. Bóng ly nước. Ok, ăn xong rồi thì mình sẽ dọn bàn. Đó, tự phục vụ, dọn dẹp. Dọn dẹp đi. Mọi người cầm một ly nước đi cho nó sạch. Đó. Đó, Ben sẽ đi giục cái ly, giục cái thùng rác màu đỏ đằng kia kìa, đó thùng rác màu đỏ đó ha. Giục cái này nè. Đó. Ủa. Nè, mọi người cầm một ly đi cho nó nhẹ. Đi về. Rồi bàn luôn, sạch sẽ luôn, tự phục vụ. Ơi no quá, thế là xong một bữa trưa 12 đồng 62. Đó, quá rẻ cho ba người luôn. Ok cả nhà. À, những anh chị cô chú nào chưa subscribe kênh của em thì nhớ bấm nút subscribe giùm em nha. À, cho em có động lực ra nhiều video mới nha. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye. Bye Ben. Bye Ben. Bye.